Khoảnh khắc mà đội tuyển Argentina cùng nhau bước lên ngôi vị cao nhất của kỳ Copa America vừa qua đã và đang mang đến cho người hâm mộ một cơn bão cảm xúc. Lionel Messi cuối cùng cũng đã hoàn thành trách nhiệm cao cả cho dân tộc. Hành trình miệt mài tìm vinh quang dòng dã 16 năm khoác áo đội tuyển qua 10 giải đấu cấp châu lục và thế giới giờ đã thu về trái ngọt. Quá nhiều thất bại trong các trận chung kết rồi trắng tay. Giờ đây cái kết đẹp cuối cùng cũng tìm đến với Lionel Messi, thỏa mãn ước nguyện của đời cầu thủ khi sở hữu đầy đủ thành công ở cả cấp câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Thế nhưng không phải ai cũng may mắn để kịp có được vinh quang cấp đội tuyển ở những năm cuối sự nghiệp như Messi. Rất nhiều cầu thủ tài hoa đã và đang trở thành huyền thoại của làng túc cầu nhờ vào bộ sưu tập danh hiệu đáng nể ở câu lạc bộ. Tuy nhiên, những chiếc cúp cấp đội tuyển quốc gia vẫn cứ lảng tránh họ vì nhiều lý do, có thể đến từ chính lực lượng của tuyển quốc gia hay việc không có sự may mắn trong những thời khắc quan trọng. Vì thế, sau đây sẽ là đội hình tổng hợp lại những cái tên xuất sắc nhất thế kỷ 21 chưa từng đăng quang trong màu áo quốc gia mà họ đại diện. Đứng trong khung gỗ, không thể không nhắc tới Keylor Navas. Anh có thể được coi là huyền thoại đương đại của Real Madrid khi cùng đồng đội của mình lập kỷ lục, trở thành đội bóng đầu tiên 3 lần liên tiếp lên ngôi tại UEFA Champions League kể từ khi giải đấu này được đổi tên. Kỷ nguyên thống trị của Real cũng giúp anh có được những chiếc cúp nội địa quan trọng như La Liga, cúp nhà vua hay thậm chí cả siêu cúp châu Âu. Thế nhưng số phận đã chọn anh là một người con của Costa Rica, một đất nước tầm trung trên bản đồ bóng đá thế giới. Ở đội tuyển như thế, thật khó để Navas vô địch thế giới, dù anh và các đồng hương đã tạo nên chiến tích lịch sử, đưa Costa Rica lần đầu tiên vào tứ kết của World Cup năm 2014. Ngay cả tầm khu vực tại giải đấu dành cho các quốc gia Bắc Trung Mỹ Gold Cup, anh cũng chỉ đạt được thành tích tốt nhất là 2 lần vào bán kết Gold Cup năm 2009 và 2017, bởi hai ông lớn là Mexico và Mỹ thi nhau thống trị ở giải đấu này. Dẫu có nhiều nuối tiếc, nhưng những gì anh đã làm được trong màu áo Real và Paris Saint-Germain cũng như những đóng góp to lớn cho nền bóng đá ở quốc gia nhỏ bé mà anh sinh ra đã đủ để khiến Navas trở thành huyền thoại. Và Keylor Navas vẫn còn hy vọng vô địch ở kỳ Gold Cup 2021 đang diễn ra trên đất Mỹ, dù cho cơ hội là rất mong manh. Vị trí trung tâm hàng phòng ngự bắt đầu bằng cái tên Virgil van Dijk. Trung vệ với thân hình hộ Pháp này chính là một trong những trụ cột không thể thiếu trên hành trình đưa ánh hào quang trở lại với sân Anfield. Anh có cho mình chức vô địch Champions League và Premier League danh giá, cũng như là giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất năm của giải đấu hàng đầu nước Anh. Thành công trong màu áo Liverpool là thế, nhưng van Dijk đã không may mắn khi phụng sự nghĩa vụ quốc gia trong giai đoạn đội tuyển Hà Lan chuyển giao thế hệ. Đội tuyển quê hương của anh vắng mặt tại hai kỳ bóng đá lớn nhất là Euro 2016 và World Cup 2018. Ở kỳ Euro 2020 vừa qua, trung vệ The Kop cũng vắng mặt bởi lý do cần hồi phục hoàn toàn chấn thương. Những gì tốt nhất anh làm được là bước vào đến chung kết UEFA Nations League và chịu thua trước Bồ Đào Nha. Hai cầu thủ tiếp theo nơi hàng phòng ngự sẽ là huyền thoại người Anh, Rio Ferdinand ở vị trí trung vệ và Ashley Cole nơi hậu vệ cánh trái. Cả hai cầu thủ này từng có không ít vinh quang ở thời kỳ đỉnh cao. Nếu như ở mùa giải 2007-2008, Rio Ferdinand đã cùng với Manchester United giành được cú đúp danh hiệu quan trọng với Champions League và Premier League, thì Ashley Cole cũng chẳng kém miếng khi có đầy đủ những chiếc cúp quốc nội từ Ngoại hạng Anh tới FA Cup, rồi hoàn thành giấc mơ Champions League cùng Chelsea vào mùa giải 2011-2012. Khác với hai cái tên trước là sự thiếu may mắn khi phải thi đấu trong một đội tuyển quốc gia không đồng đều, thì Cole và Ferdinand lại được chơi bóng trong thời kỳ thế hệ vàng của đội tuyển Anh. Họ sở hữu những Gerrard, Terry, Lampard, Rooney, nhưng hết giải đấu này tới giải đấu khác, tam sư luôn phải dừng bước trong sự thất vọng của khán giả nước nhà. Hành lang cánh phải của hàng phòng ngự được chấn giữ bởi Javier Zanetti, huyền thoại đã dành phần lớn thời gian thi đấu chuyên nghiệp của mình trong màu áo Inter Milan. Tình yêu vĩ đại của anh cho Nerazzurri được đền đáp trọn vẹn với cú ăn ba lịch sử ở mùa giải 2009-2010 với sự lèo lái của Jose Mourinho, Coppa Italia, Serie A, Champions League. Zanetti đã có đủ cho mình, nhưng ở đội tuyển Argentina lại là một câu chuyện khác. World Cup 98, Argentina thất bại trước Hà Lan. World Cup 2002, La Albiceleste của anh bất ngờ về nước sau vòng bảng. Rồi World Cup 2006, trên chấm trắng, Việt ngã cách khung thành 11m. Người Đức lại ngăn cản giấc mơ nâng cao cúp vàng thế giới của anh. Các kỳ Copa America cũng chẳng khác là bao. 17 năm dòng dã cống hiến cho đội tuyển, thi đấu cùng bao thế hệ anh tài từ Hernan Crespo đến Lionel Messi, Zanetti chẳng thể một lần lên đỉnh cao danh vọng dưới màu cờ quốc gia. Trái ngược với những cái tên vừa được nêu, đội tuyển Pháp của tiền vệ phòng ngự Claude Makélélé đã vô địch World Cup 1998 lẫn Euro 2000. Nhưng tiếc rằng hòn đá tảng khu trung tuyến này lại không được triệu tập vào đội tuyển quốc gia ở những giải đấu đó. Sau kỳ Euro 2004 không thành công, Makélélé từng lên kế hoạch giải nghệ ở cấp độ đội tuyển. Dẫu vậy, tiếng gọi của Tổ quốc ở kỳ World Cup 2006 đã giúp anh đứng trong hàng ngũ của Les Bleus, để rồi lại vượt mất chức vô địch thế giới đầy đáng tiếc trên chấm luân lưu trước Italia. Dù no nê những danh hiệu cao nhất ở cả đấu trường châu Âu lẫn quốc nội với Real Madrid và Chelsea, có lẽ Makélélé vẫn ước rằng quá khứ có thể thay đổi để mình có thể sở hữu một danh hiệu cùng những chú gà trống vô loà. Luka Modric vẫn luôn được coi là một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất ở thế kỷ này.
Lối đá tài tử cùng bộ kỹ năng siêu việt đã giúp anh có được vô số thành công trong màu áo của Los Blancos. Giống như Keylor Navas, anh cũng góp công góp sức trong những năm tháng thống trị châu Âu của Real Madrid. Ở đội tuyển quốc gia Croatia, anh luôn là đầu tàu, là hạt nhân trong lối chơi của đội bóng. Dù Croatia chưa bao giờ được coi là ông lớn tại các giải đấu cấp đội tuyển, Modric cùng thế hệ kiệt xuất nhất bóng đá Croatia đã từng đoạt kỳ tích vào tới chung kết World Cup 2018. Điều này đã giúp anh có được danh hiệu quả bóng vàng cho sự nghiệp lừng lẫy của mình. Euro 2020 vừa qua, đội tuyển đến từ bán đảo Ban Căng đã chơi quả cảm trước người Tây Ban Nha, dẫu phải dừng bước, vẫn thể hiện đẳng cấp cao nhưng mấy việc đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp. Một chiếc vô địch dành cho Croatia của Modric trở nên quá đỗi xa xỉ. Người được coi là số 10 cổ điển cuối cùng của làng túc cầu, Juan Román Riquelme sẽ được xướng tên trong đội hình này. Cầu thủ từng được xem là truyền nhân của Diego Maradona, tuy không thành công khi thi đấu tại châu Âu nhưng lại là huyền thoại sống của câu lạc bộ quê nhà Boca Juniors. Anh đã vô địch cả Copa Libertadores, giải đấu được biết đến là Cúp C1 Nam Mỹ và Siêu Cúp Nam Mỹ, cũng như mang về đủ những danh hiệu quốc nội về phòng truyền thống Boca. Ở tuyển Argentina, anh đã từng là niềm tin lớn nhất của dân tộc, được khoác lên mình chiếc áo số 10 của cố huyền thoại Diego Maradona. Sự nghiệp của anh vốn dĩ chẳng may mắn có được vinh quang tại các sân chơi đẳng cấp như ở lục địa giả, và điều tương tự cũng xảy ra khi Riquelme đứng trong hàng ngũ của Albiceleste. Kinh qua các giải đấu như Confederation Cup, Copa America, rồi World Cup, những gì tốt nhất Riquelme có thể làm là về nhì ở Copa America 2007. Cái tên được điền vào vị trí cánh trái ở hàng tiền đạo không ai khác chính là Neymar. Chàng trai lắm tài nhiều tật may mắn được ăn cơm tuyển từ rất sớm bởi tài năng thiên bẩm của mình. Xuất chúng là thế, thành công ở cả Barcelona lẫn Paris Saint-Germain là thế. Nhưng so với các tiền bối gạo cội đồng hương, nhiều người cho rằng anh thua kém bởi những chức vô địch cho Brazil là điều anh còn thiếu. Brazil luôn là cái nôi của những tài năng và Seleção luôn được coi là một trong những tập thể hùng mạnh nhất cấp độ đội tuyển. Anh đã từng đem về huy chương vàng bóng đá nam Olympic lần đầu tiên trong lịch sử xứ sở Samba. Dẫu vậy, chừng ấy là chưa đủ và anh luôn khát khao có được một chiếc cúp cho màu áo vàng xanh. Chớ trêu thầy, cứ kỳ Copa America hay World Cup nào mà Neymar tham dự, các vũ công Samba đều thất bại đau đớn. Còn ở kỳ Copa America 2019 trên sân nhà, khi các đồng đội Brazil đã đăng quang thì Neymar bỏ lỡ giải đấu vì chấn thương. Đen đủi là thế nhưng chặng đường trong màu áo Seleção của anh vẫn còn, khác với những trường hợp còn lại trong đội hình này, được chơi trong tập thể mạnh như Brazil. Biết đâu trong tương lai gần, Neymar sẽ có được cái kết viên mãn như những gì Messi đã hoàn thành thì sao? Vô địch Premier League hai mùa liên tiếp cùng Chelsea rồi sau đó bị bật bãi khỏi đội hình Real Madrid, Arjen Robben đã sở hữu đủ những danh hiệu tập thể cao quý nhất trong màu áo của Bayern Munich. Những đường cong tuyệt mỹ anh từng vẽ lên từ đôi chân pha lê của mình đã làm say đắm không biết bao nhiêu cổ động viên. Mới đây tiền đạo cánh này tuyên bố giải nghệ, kết thúc những trang trong sự nghiệp lẫy lừng nhưng cũng không ít cay đắng của chàng hói tài hoa này. Cơ lớp màu da cam của anh và những Snyder, Van Persie đã từng làm mưa làm gió ở những thảm cỏ mùa hè tại World Cup 2010 trên đất Nam Phi, rồi khuất phục trước người Tây Ban Nha trong trận chung kết khi mà hiệp phụ đã trôi về phút cuối. Cựu đồng đội trong màu áo Chelsea của Robben, Didier Drogba hoàn toàn xứng đáng có mặt trong đội hình này. Không chỉ có mọi vinh quang của Chelsea, từ Ngoại Anh cho tới Champions League, Drogba còn giúp cho bờ biển Nga lần đầu tiên trong lịch sử lọt vào vòng chung kết World Cup 2006. Chiến tích của Drogba và các đồng đội góp phần hàn gắn lại đất nước bờ biển Nga đang bị nội chiến tàn phá. Thường xuyên là đại diện ưu tú cho lục địa đen góp mặt tại World Cup, nhưng bờ biển Nga của Drogba vẫn không thể lên ngôi tại cúp bóng đá châu Phi CAN. Hai lần vào chung kết tại giải đấu này cũng là hai lần mà voi rừng đã thua trên chấm luân lưu định mệnh. Tất cả các tên trên đều đã có chức vô địch ở những giải quốc nội và hạng đấu cao nhất châu lục cho câu lạc bộ. Thậm chí có người đã giành cú ăn ba lịch sử, có người ba lần liên tiếp vô địch Champions League, có người sở hữu cả quả bóng vàng. Nhưng vinh quang bóng đá vốn chẳng phải là một thứ quà chia chác đều cho bất kỳ ai. Vì thế đội hình này mới xuất hiện và thể hiện cho vẻ đẹp cạnh tranh của bóng đá thời đại này.